Hạ viện Hoa Kỳ chuẩn bị thông qua việc hợp pháp hóa cần sa vào ngày thứ Sáu. Phần lớn người Mỹ tới 91% công cuộc thăm dò của Pew vào năm ngoái đã ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa, ít nhất là cho mục đích chữa bệnh. Hạ viện Hoa Kỳ chuẩn bị thông qua dự luật vào ngày thứ Sáu để hợp pháp hóa cần sa trên khắp nước Mỹ, là một nỗ lực được cả hai viện quốc hội ủng hộ nhiều chưa từng có, theo The Hills đưa tin vào ngày 31 tháng 3. Dự luật này có thể sẽ được Hạ viện thông qua với đa số phiếu ủng hộ từ đảng Dân Chủ. Còn phần lớn dân biểu đảng Cộng Hòa dự trù thì sẽ phản đối. Hai phe ủng hộ dự luật này thì cho rằng, việc hợp pháp hóa cần xa ở cấp liên bang chỉ đơn giản là phản ảnh chính sách hiện tại của hầu hết các tiểu bang, vốn ít nhiều là hợp pháp hóa loại ma túy này. Phe ủng hộ cũng xem nỗ lực này là cách chấm dứt nạn xử phạt không công bằng đối với những người thuộc sắc tộc thiểu số, cũng như những người lợi tức thấp về việc tàn trữ và sử dụng cần sa. Và do phần lớn người Mỹ là tới 91% trong cuộc thăm dò của Pew vào năm ngoái, đã ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa ít nhất là để chữa bệnh. Đảng Dân Chủ tin rằng đây là vấn đề đem lại lợi thế cho họ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay. Dự luật mang tính bước ngoặt này là một trong những dự luật cải tổ tư pháp hình sự quan trọng nhất lịch sử cận đại, là đem lại công lý cho những người chịu thiệt hại do hậu quả tàn bạo bất công vì cần sa bị cấm và mở ra cơ hội cho tất cả những người tham gia vào kỹ nghệ phát triển nhanh chóng này và hợp pháp hóa cần sa ở các liên bang để chúng ta không lặp lại sai lầm nghiêm trọng như trong quá khứ của chúng ta. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi thuộc Đảng Dân chủ từ tiểu bang California đã tuyên bố trước Hạ viện dự luật này được đặt tên là đạo luật xóa tội và mở ra cơ hội đầu tư vào cần sa viết tắt là more theo đó sẽ loại bỏ hình phạt hình sự liên quan tới cần sa và mở thủ tục xóa tội cho những người từng bị kết tội hình sự liên quan tới loại ma túy này